Đây là đoạn clip thả diều như đánh trận hot từ bữa tới giờ trên TikTok. Rồi Phương Rau bắt đầu phân tích nha. Ở đây nó hình như là Trung Quốc toàn cảnh rất là lộn xộn bắt nháo luôn, hơn 10 người liên tục hò hét hoặc cố tình đu bám một cái dây diều. Khi diều đã cất cánh để chứng minh rằng đây là một con diều rất là khủng về ngoại hình cũng như lực kéo, Phương Rau đã dừng lại và zoom lên xem và phỏng đoán con diều này nó kích thước dịp dài ngang khoảng 4m và chiều dài khoảng 15m. Và với cấu tạo khung sườn mặt phẳng lớn như thế này thì đây là một con quái vật siêu phi công. Để tương xứng với sức mạnh con diều thì trong clip mình có thể thấy là họ sử dụng cái dây rất là to nha, khoảng bằng ngón tay cái luôn. Thì có thể đây là dây Amian chuyên dụng để thả diều bên phía Trung Quốc. Dòng dây này cái thước to, nó có thể chịu được lực kéo hàng tấn luôn. Và thông thường những cái clip đại loại như thế này thì nó là sự cố, là tai nạn các bạn. Nhưng bạn coi nè, thời tiết trong clip rất là đẹp, nắng đẹp, gió nó không có to, diều rất là ổn định, diều không đảo hướng qua lại, thì chứng tỏ sao ạ? Chứng tỏ là con diều này 100% đã được kiểm soát cũng như là khống chế. Những người trong clip họ chỉ cố tình họ diễn cho mình xem thôi, họ cố tình họ giữ dây để được kéo nâng lên thôi. Nên mình sẽ không gọi đây là sự cố. Nếu mà trời âm u gió âm mầm mà mình thề luôn, không có ông nào dám mà chơi cái trò này luôn. Đại khái là những cái clip như thế này phút ra mình có rất là nhiều luôn, nhưng vì đây là những cái hành vi nhạy cảm không có được đẹp cũng như là không có được khuyến khích nên mình không bao giờ mình show lên cho mọi người xem. Rồi tới đây thôi nha, hẹn clip sau nha. Phúc Râu cảm ơn, xin chào.